Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ là tượng khủng long sao. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng này. Và hôm nay tượng của mình sẽ là tượng khủng long đeo kính. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng. Và tượng hôm nay của mình sẽ là tượng khủng long đeo khủng long nghe nhạc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Đầu tiên là mình sẽ tô má nha, má là mình tô màu hồng nha mọi người. Sau màu hồng mình sẽ tô phần mắt này, phần đeo kính này. Tiếp tục là mình sẽ dùng màu xanh để mình tô phần gai khủng long. Mọi người ơi, phần gai khủng long của mình đây nha. Phần gai mình tô màu xanh đây nha mọi người. Mọi người ơi, phần gai mình tô màu xanh này. Tiếp theo đến phần tai nghe là mình tô màu xanh đậm hơn nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô bò nha các bạn. Mọi người ơi, mình tô xong phần tai nghe rồi này. Phần tai nghe của mình của tượng mình đây nha mọi người. Mọi người ơi, phần tai nghe của tượng mình đây. Tiếp theo là mình sẽ tô phần miệng nha.
phần mắt đây nha mọi người. Mình ơi, phần mắt tượng đây nha. Phần mắt tượng của mình đây nha mọi người. Rồi mình sẽ tô màu da đi. Em đừng quan tâm cảm xúc của anh, người niềm đau em ôm lấy, đừng đã yêu anh nhưng giờ thì không. Mọi người ơi, phần tượng của mình tô xong rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, tượng của mình đây, tượng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây là tượng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây thôi là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé.